Tiền là phù du thôi không có sao người kinh. Cuộc đời là hư vô khi chết đi là hết. Đừng đánh giá con người vì ai kia không tiền. Sao nỡ khinh thường nhau. Dù nhà nghèo nhưng tôi không có xin gì ai. Dù nghèo mà lương tâm không bán cho quỷ dữ. Mình sống đúng con người và không gian không lừa. Nghèo nhưng sống chân thành. Ồ các bạn ơi, bữa hôm nay mình đi làm về, vợ mình nó làm nhiều món ngon quá các bạn. Ốc bu. Bên kia đang hấp mở nắp ra cửa. Trời ơi, ghẹ nữa. Ở dưới thì luộc ốc, còn ở trên thì hấp chưa, hấp chưa? Đang giờ đi rang sầu huyết. Món cháo. Cháo sầu huyết các bạn ơi. Trời ơi. Sầu huyết rang me. Còn này là gì? Tiêu, nó ghẹ. Heo ở kia sáu con hết rồi đó. Ở dưới thì ốc luộc, ở trên thì ốc nhồi. Giờ thì mình sẽ bỏ vô đây. Đó. Tiêu. Hấp dẫn, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Ok. Ốc 3 món. Sầu huyết 2 món. Nhà thịt, ghẹ. À hả? Tầng dưới thì là ốc luộc. Ồ. Bây giờ rang me cái đó. Bây giờ đang vợ mình đang rang me các bạn. Tối nay là mồi bén lắm nha các bạn. À, ốc nướng, ốc bu nướng bằng air fry. Tại vì mình nướng bằng kia bình thường quá, bây giờ bữa nay mình phải nướng bằng cái này các bạn ơi. Bây giờ quay clip có con nhỏ bò nữa. Cháu quyết thì mình đã quay rồi. Cái này để sáng mình ăn các bạn ha. Tối nay mình ăn mấy cái đồ lặt vặt bên kia. Thôi ăn cháo, đồ cháo để mời ăn ha. Sò quyết. Rang me. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ sò quyết vô. Sò quyết tươi quá. Cái này là sầu huyết tươi các bạn nha. Mình mua về nó còn mở miệng ra nữa đó. Ok các bạn ơi, bữa nay là mình chơi toàn là hải sản không nha các bạn. Ốc bu siêu to khổng lồ, hấp tiêu. Me siêu to khổng lồ, hấp tiêu. Đó các bạn ơi, hấp dẫn chưa? Đi làm về mình phải hưởng thụ cuộc sống chứ các bạn. Bữa nay con mình đã nằm trên ghe rồi. Trời ơi, bạn nhìn nè. Một con ốc. Trời, ốc này nướng tiêu rồi, hết sảy luôn nè mẹ, vô con đi. Rau 100. Em ăn thử con đi. Đây. Thử một con trước nha các bạn. Nhìn cái size đó nè. Siêu to khổng lồ luôn. Vừa ăn. Ngon. Nó
ăn thử đi nào. Ăn thử nè. Dai thì lấy kéo cắt kìa. U, con này nó có trứng các bạn. Ăn trứng là được không? Được. Ăn xuống nó uống đi à? Cái nước này là nước ốc ra. Trứng ăn được không nè? Ừ, ngon quá. Có kéo này mẹ con. Rồi đầu đó. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Muốn cào cơ. Xin chào các bạn. Nhỏ, dễ nè, dễ ăn. Để ăn. Lại kéo rồi. Bây giờ bỏ vô nó còn. Người ta còn, người kia đi rồi dễ kẹo, mà nó không chịu à. Đó. Ghê. Tiếp tục. Không dai lắm, ngon. Nhưng mà thử con này đi các bạn ha, sầu huyết nè. Đây là nó chua với mà ăn mình. Đâu nó bự nó dai mà nó không có dai. Ồ, cái mùi bèo nhà bạn ơi. Mùi rất ngon. Mẹ ăn xong biết đi mẹ. Nè. Ồ. Không xong biết đâu. Mẹ mà xong biết đi. Đây các bạn ơi. Trời. Sầu. Sò huyết size siêu to các bạn nhé. Nó kéo thì mà. Tiếp tục một con ốc bự bự đi các bạn. Tiếp tục món ngon các bạn ơi, tiếp tục món ngon nha. Trời ơi. Rồi, sầu huyết nữa đi mẹ. Uống sầu huyết vô. Bữa nay mình chơi toàn hải sản không, ăn cho nó sung các bạn. Sảy luôn. Mới lấy ghe nóng hổi à. Wow. Thêm một thủy đi mẹ. Một vô. Ăn thử bổ máu các bạn ơi. Ủa con nhỏ này em.
Trời ơi, con này đúng gạch, siêu gạch luôn các bạn ơi. Ồ, đã quá. Hấp nước không, nước ngọt. Ta ba biết rồi. Nhà ba bận rồi con. Ba biết rồi. Vô nha các bạn. Con này ngon nè. Ok. Dạo này mình mua gạch không đúng ngày sao bạn? Hồi xưa trời ơi, mua ghẻ con nào mấy gạch cứng cừ à, ăn đã luôn. Đứa nào không ăn mua là gầm á. Thì đó. Gì có gạch. Thì đó, hồi xưa mua không ăn là gầm mà. Tháng 7. Không qua là lễ vu lan. Lấy đi mẹ. Lấy mẹ ông bự luôn. Không bự gì ăn mẹ đâu được. Thêm nhỏ nè. Còn nhỏ vậy em. Ăn đây con nhỏ. Đi. Thôi không. Ok. Cô mà nội gái kêu lên. Cảm ơn các bạn lúc nào cũng ủng hộ kênh của mình nha. Bữa hôm nay mình có rất là nhiều tin vui với bạn. Nhưng mà trong clip này mình sẽ không nói đâu. Clip sau mình mới nói với các bạn biết. Clip này mình chỉ ăn cua tâm bổ các bạn ha. Rồi, mọi người con luôn, hết luôn. Mọi người con hết luôn nha. Trời ơi, con này siêu bự nha các bạn, nhìn nè. Ốc gì mà bự quá vậy. Nè nè con. Cua nè. Nó kéo được con. Trời ơi các bạn ơi, nhìn nè. Ngon. Ngon. Nó chấm lắm rồi. Hết chảy. Nó chảy của bà bảy. Rồi mà, ok, rõ. Ngày có cái sâm thành bỏ luôn không? Nãy giờ mình quên ớt ngà chầm nữa các bạn. Thôi, nhìn quá dễ. Sâm nó dễ cho ông cắt ốc hấp đi. Tiếp tục món mới nha. Hấp dòng thịt. Hay quá. Trời ơi, ăn ớt này đúng là cay thiệt á. Con ốc này nó bự nè, dồn thịt mới ngon nè các bạn. Nói đi. Hả? Chiến nha các bạn. Chiến con này nha. Cái này á, cái này là ở dưới miền Tây người ta chế các bạn. Mình móc thịt ốc ra, mình băm, mình nhồi thịt xong mình nhét lại mình hấp. Cầm cái xá rất có thịt. Vậy ăn không chấm lắm. Khỏi mua đông lạnh. Nó không phải cắt gì đó. Bị rớt rồi. Hai đầu. Hello. Ồ.
chế biến cái này ngon rồi nha. Chế biến cái này ngon nha các bạn. Mẹ không? Chế biến cái này ngon nè. Mẹ làm chơi. Thịt ốc. Thịt ốc. Có ngấm mèo không? Miếng thịt xay. Wow. Ốc này bự, nấu tại ốc cũng ngon, nấu bún ốc cũng ngon. Bếp ốc luộc á, nhưng mà nấu không mất rồi. Ừ, được á. Vô. Ok các bạn ơi, bữa nay toàn là món con các bạn. Nhưng mà cảm ơn các bạn theo dõi kênh của mình nha. Ngày mơ á, ngày mơ thì mình sẽ tin thông báo cho bạn, báo tin vui luôn ngày mơ nha. Trong clip này mình không thông báo đâu, mình up up mở mở đi, up up mở mở đi. Ngon quá bạn ơi. Tắt đi. Ngon lắm rồi đó. Nó kéo đừng co. Ok bạn ơi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Đột phá cho ngành nail, Lee K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết.